Minasan konnichiwa. Chào các bạn. Hôm nay để thay đổi không khí thì tụi mình sẽ tạm bỏ qua kanji và ngữ pháp. Thay vào đó, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại từ vựng một chút xíu nha. Và lần này mình muốn cùng các bạn ôn lại những từ đồng âm nhưng lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nào, hãy theo dõi đến cuối clip để xem đó là những từ nào nhé. Ở đây mình có 3 từ vựng được in màu đỏ, đó là ame, hashi và jishin. Đầu tiên với từ ame, các bạn hãy nghe câu ví dụ sau đây của mình nha. Ame ga futte kimashita. Ame ga furimashita. Furimasu đi với ame thì có nghĩa là mưa rồi kìa. Vậy cũng từ ame này mình sẽ có câu ví dụ tiếp theo. Ame ga tabetai. Ame ga tabetai desu. Vậy thì nếu dịch, không lẽ chúng ta sẽ dịch là tôi muốn ăn mưa. Như vậy thì sẽ không có nghĩa đúng không? Cho nên ngoài nghĩa là mưa thì ame chúng ta còn có nghĩa là kẹo nữa. Ame ga tabetai, tôi muốn ăn kẹo. Vậy thì để phân biệt, chúng ta sẽ phân biệt như thế nào đây? Mình sẽ dùng vào nhóm âm. Vì mưa là mình sẽ rơi từ trên trời xuống đúng không? Mưa được vậy, từ trên trời rơi xuống. Nên cách nhấn âm mình cũng sẽ đọc từ phía trên xuống. Đây chỉ là một mẹo nhớ nha các bạn. A mẹ, a mẹ. Mình sẽ đọc từ trên xuống. A mẹ. Và nghĩa a mẹ này có nghĩa là mưa, chữ vũ. A mẹ. Còn với kẹo mình sẽ ngược lại, đọc là a mẹ. A mẹ. Ame, ame là kẹo các bạn. Fukuro no ame là một gói kẹo. Ame, mưa. Ame ga furimashita. Ame, ame ga tabetai desu. Tiếp theo, với từ hashi, chúng ta có tổng 3 từ vựng đều có cái đọc là hashi. Đầu tiên, hashi có nghĩa là cái cầu, tôi thể hiện bằng chữ kiều thôi các bạn. Kiều. Xin đi đây. Còn chữ kiều bên đây á, tôi thể hiện bằng chữ dây nhé. Có nghĩa là kẹo. Với chữ kiều, mình sẽ đọc là hashi. Hashi là sẽ xuống trước. Hashi. 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 Hashi o wataru. Hashi o watarimasu là đi qua cầu, băng qua cầu. Và khi ngược lại chúng ta sẽ đọc là hashi thì sẽ ra được là đôi đũa, đũa mình ăn cơm ấy. Hashi. Các bạn nghĩ có giống như mình hashi không? Hashi. Hashi là đũa, có nghĩa là được thể hiện bằng chữ trứ nhỉ. Vietnamujin wa hashi de tabemasu. Người Việt Nam thì ăn bằng đũa. Hashi de tabemasu. Và cuối cùng, hashi còn có nghĩa là cái mép, cái bì. Được thể hiện bằng chữ đoan. Và cách nhấn âm sẽ tương tự với lại cái cầu là hashi. Vậy nếu như cách nhấn âm giống nhau, chúng ta sẽ phân biệt dựa vào ngữ cảnh nè và kanji. Dựa vào ngữ cảnh của câu chuyện thì mình sẽ hiểu được hashi đang nói về cái cầu hay là về cái mép bìa. Mép bìa này giống như mép bìa của quyển sách đó các bạn. Hon o hashi kara hashi made yomimasu. Đọc từ trang đầu cho tới trang cuối của quyển sách. Hashi. Và cuối cùng là jishin. Cũng có 3 chữ kanji, 3 nghĩa thể hiện bằng cách đọc là jishin. Đầu tiên, jishin mình sẽ có nghĩa là động đất, được thể hiện qua chữ địa chấn. Jishin là địa chấn. Kino jishin ga atta. Hôm qua có động đất. Tiếp theo, nghĩa thứ hai, jishin chúng ta có nghĩa là tự tin, được thể hiện qua chữ tự và chữ tin. Có nghĩa là tự tin, jishin o mottemasu là có tự tin, jishin. Cuối cùng, jishin này có nghĩa là bản thân, tương đương với jibun,
bản thân mình được thể hiện qua tự thân. Và cách nhấn âm của Jixin nghĩa là Jixin, mình cứ đọc nghe như thế này ha. Jixin là động đất, là tự tin và là tự bản thân mình. Vậy tóm lại hôm nay chúng ta đã học được Ame. Ame là mưa và Ame là kẹo. Hashi là cây cầu hoặc là cái mép, cái bìa. Còn Hashi, Hashi là đôi đũa. Và Jixin cùng một cách đọc nhưng với hai từ khác nhau, chúng ta sẽ có nghĩa là động đất nè, tự tin nè, hoặc là bản thân. Chính vì á có sự đồng âm thú vị như thế này nên người Nhật cũng có những câu chơi chữ rất là hay. Các bạn nghe thử câu này của mình nha. Panda wa, panda no tabemono wa panda. Mochiro ne, panda no tabemono wa panda. Cái từ đầu tiên á, panda có nghĩa là gì ạ? Là con gấu trúc. Còn panda cuối cùng là được gộp bởi từ pan là bánh mì và da. Da đây chính là des. Panda no tabemono wa pan des. Cái đồ ăn của gấu trúc là bánh mì. Người ta đã lợi dụng panda và panda. Tiếp theo một câu nữa, chắc các bạn cũng đã nghe rồi. Câu này nghe rất là nhiều. Niwa niwa, niwa niwa tori ga imasu. Niwa niwa, niwa niwa tori ga imasu. Niwa đầu tiên á là ngôi vườn, cái khu vườn các bạn, cái vườn của mình á. Niwa tiếp theo là trợ từ ni và trợ từ wa, ở trong ha, ở trong vườn. Niwa thứ ba có nghĩa là hai con. Wa là đơn vị đếm dùng cho gia cầm. Gia cầm, niwa là hai con. Và niwa cuối cùng là trong từ vựng niwa tori là con gà ha. Tori là chim. Thì niwa tori là chim vườn thì chắc là gà rồi. Vậy cả câu có nghĩa là có hai con gà ở trong vườn nhưng lại rất nhiều chữ niwa đúng không? Niwa 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 tori ga imasu. Chính vì vậy chúng ta mới thấy được sự quan trọng của việc học kanji. Do đó qua sự đồng âm ngày hôm nay, các bạn hãy chanto kanji o benkyou shite kudasai ne. Nếu các bạn có những từ vựng nào á mà có sự đồng âm thú vị như vậy nè, hãy comment cho mình biết nha. Và đừng quên cùng với mình tham gia vào group luyện thi GLBT để cùng nhau luyện tiếng Nhật mỗi ngày nha. Nihongo no benkyou, gambatte kudasai.